mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của My. Trong video ngày hôm nay thì sẽ là video nói về what's in my work bag. Mình sẽ cho mọi người xem là trong túi đi làm của My có gì nha. Và đây là chiếc túi bình thường mình sử dụng để đi làm và hay đi du lịch bằng cái túi này luôn. Tại vì cái size nó rất là bự và có thể đựng được vừa laptop vừa iPad, nên là My hay sử dụng cái túi này nhiều nhất. Đây là túi Dior Tote Bag size small. Và điều mình thích nhất ở cái túi này là cái form túi nó là dạng hộp á, nên là khi đựng thì cái form nó rất là đẹp. Và ở bí mật một chút là ở trong đây thì sẽ có một cái đồ để form túi, để cứng cái form túi lại. Tại vì cái túi này thì nó làm bằng vải nên rất là dễ bị xẹp. Nên là nếu mọi người muốn giữ cái form túi này lúc nào cũng vuông vắn như thế này thì mọi người có thể mua một cái đựng form túi như My bên trong để có thể giữ được form túi đẹp hơn. Và chúng ta hãy đến với món đầu tiên trong túi của My nhé. Trong túi của My thì món đầu tiên là một cái chiếc kính. Kính này thì có chống tia UV và tia ánh sáng xanh để cho My vừa có thể làm việc được mà vừa có thể lái xe được. Đây là kính của My. Tiếp theo đó, trong túi thì sẽ tới một cái hộp emergency. Đây là túi khẩn cấp, thì trong này là sẽ có những cái đồ skincare và những cái đồ cá nhân của My. Hiện tại thì ở trong này có một cái nước rửa tay nè. Tiếp theo đó là băng keo cá nhân. Lúc này mình cũng sẽ có băng keo cá nhân, tại vì My hay làm chày linh tinh á, nên là lúc này cũng sẽ mang theo. Tiếp theo đó thì là sẽ là thuốc đau dạ dày, phòng trường hợp My hay bị đau dạ dày lúc mà ăn đồ sống á, nhưng mà lại siêu thích ăn đồ sống luôn, nên là lúc nào cũng phải mang theo thuốc đau dạ dày. Theo đó là nước tẩy trang. Bình thường vào giữa ngày thì My sẽ muốn reapply lại kem chống nắng cũng như là serum của My, nên là My sẽ mang nước tẩy trang, My bỏ trong cái trang và để trong túi như thế này. Thì mỗi buổi sáng My chỉ cần bỏ vô đây rất là nhanh thôi, và My có thể sử dụng vào giữa ngày. Khi My đã sử dụng ống tẩy trang xong rồi thì My sẽ sử dụng qua serum. Bình thường da My là da khô, là đến giữa ngày nó sẽ bị kiểu chóc da và nó sẽ bị mất nước, nên là My rất là thích sử dụng serum vào giữa ngày trước khi My reapply lại cushion, để cái cushion của My nó không có bị mốc. Và cái serum My đang sử dụng hiện giờ là Bioessence by Water Vitamin B5 Gel. Nói sơ về em Bioessence này một chút. Đây là serum có thành phần chính là 5% vitamin B5 HA niacinamide, công nghệ độc quyền Bioenergy Complex, giúp hấp thụ oxy và dưỡng chất tốt, nên khi dùng với những sản phẩm khác thì dưỡng chất vẫn được hấp thu cao hơn. Em này có kết cấu dạng gel lỏng nên khi apply lên mặt thì nó sẽ thẩm thấu ngay vào da mình chỉ sau vài giây. Có thể nói em này là cứu tinh cấp ẩm khẩn cấp, vì sau khi sử dụng thì các bạn có thể thấy là được khóa ẩm luôn và rất dễ chịu. Đặc biệt là những cái vết mà My hay bị bong tróc, là khi My sử dụng em này thì những cái vết đó nó sẽ được mịn hết luôn. Nên là lúc mà My apply cushion hay apply kem chống nắng sau này thì nó sẽ không có bị mấy cái cặn á, và nhìn nó rất là tự nhiên. Sau khi My đã reapply lại serum xong thì My sẽ sử dụng luôn cushion. Ở giữa ngày thì My sẽ thay sử dụng cushion thay vì là apply lại kem chống nắng. Và cushion My sử dụng thì sẽ có độ SPF cao hơn một chút. Đây là cushion có độ SPF là 40 PA+ Intensive Skin Serum Cushion của Bobbi Brown. Đây là phiên bản cushion của cái foundation rất là nổi tiếng của Bobbi Brown rồi, nên mình nghĩ là ai cũng sẽ biết cái foundation đó. Nó có độ coverage đủ và cái độ chống nắng cũng cao, và tiếp theo đó là nó rất là bóng cho da, nên là My rất là thích da nhìn khỏe khỏe, nhìn bóng bóng á, nên là My rất là thích cái em cushion này. Và đó là những gì ở trong túi khẩn cấp của My. Tiếp theo đến túi thường, túi to, là sẽ có một cái camera. Dạo này thì My hay vlog lại rồi, nên là My lúc nào cũng sẽ mang theo camera để vlog cho mọi người xem là trong cuộc sống hàng ngày của My thường có gì. Tiếp theo là sẽ là ví tiền. Ví tiền thì rất là đơn giản, có thẻ ngân hàng, có căn cước công dân và một ít tiền ở trong đây thôi. Tiếp theo đó là món My yêu thích nhất ở trong túi đi làm hàng ngày, đó chính là cái sạc dự phòng này. Lý do My yêu thích sạc dự phòng này là mọi người có thể sạc thẳng từ cái này bằng cái cọng dây này luôn, và không phải mang theo dây dưa,
Và tiếp theo đó thì cái này nó cũng sẽ có cái đồ cắm thẳng vào tường để sạc, cũng không cần mang thêm một cái dây khác để sạc cái charger này, nên cái này rất là tiện. Và ở trong mấy cái ngăn nhỏ thì mình có chìa khóa xe nên cái con cái móc khóa xe rất là cute. Và son, đây là son mình yêu thích hiện giờ, đó là màu số 7, màu rose tea của Romand. Đây là son này, là son dạng nhám và nó có màu hồng đất nhẹ. Tiếp theo đó thì mình sẽ có kẹo và chewing gum ở trong túi, tại vì mi hay bị tụt đường á, nên là lúc nào mi cũng sẽ mang kẹo và gum để mi đỡ bị tụt đường hơn. Và món cuối cùng là iPad. Bình thường đi làm thì mi sẽ mang iPad và không mang laptop, tại vì laptop nó hơi nặng một chút, nên là bình thường mi sẽ sử dụng iPad nhiều hơn. Và mi sẽ cho mọi người xem cái app yêu thích của mi là app GoodNotes. Ở trong đây thì mi sẽ có cái planner. Cái này là mi phải mua ở trên SC á, nhưng mà cái planner này dùng được một năm lận và nó cũng rất là tiện, có thể biết là hôm nay mình phải làm gì, mình có thể ghi ra và kiểu như note là hôm nay có gì và lượng nước phải uống, và nó sẽ có cho từng tháng luôn, nên rất là tiện. Cái này là organize rất là tốt luôn. Thì là mọi người nếu mà ai thích video về organize thì có thể comment cho mình biết ở bên dưới. Và bình thường thì ở bên trong túi mình là sẽ có những cái khẩu trang dư này, mình sẽ để ở trong cái góc á, để cho nó lỡ mình có để quên khẩu trang ở đâu thì lúc nào cũng sẽ có khẩu trang dự phòng ở trong đây. Và đó là toàn bộ những gì trong túi của My. Hy vọng mọi người sẽ thích video này và hẹn mọi người trong video lần sau nhé. Bye bye.